Chân dung con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng với thú chơi siêu xe cực chất, cậu con trai Phạm Nhật Hoàng, người sẽ nối nghiệp ông Phạm Nhật Vượng trong tương lai. Phạm Nhật Hoàng sinh ngày 17 tháng 2 năm 1987 trong một gia đình có giáo dục và nền tảng kinh tế vững chắc. Cũng giống như bố của mình, Nhật Hoàng có đời sống riêng tư khá kín kẽ, giản dị, thậm chí là một con người ẩn dật và dường như là không bao giờ xuất hiện cho công chúng. Nhật Hoàng có cả một bộ sưu tập xe hơi đắt tiền.